Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng một sản phẩm rất là đơn giản và dễ hiểu cho các bạn nào mà mới mới bắt đầu bán trên Lazada nha các bạn. Có nhiều mục mà các bạn đăng mà nó hơi rối, cho nên mình chỉ cách mà đơn giản nhất cho các bạn dễ dễ đăng. Chỉ cần copy và dán vào là ok. Rồi, bây giờ mình mở cái shop mình lên nha. Xong rồi mình vô cái phần mà thêm sản phẩm. Mở phần thêm sản phẩm nha. Nếu mà các bạn có một cái trang bán như ví dụ trang Sen Đỏ ha, Shopee hay là những cái trang nào á, thì mình copy từ cái sản phẩm ở bên kia mình đem qua đây. Ví dụ bây giờ mình mở một cái sản phẩm bên bên Sen Đỏ nha. Bây giờ mình muốn đăng cái đế lót chuột. Rồi mình copy cái đế lót chuột. Copy nha. Copy là sao chép nè. Hoặc là mình nhấn Ctrl C trên bàn phím nha các bạn. Rồi mình qua bên Lazada, mình dán vô. Clip phải dán vô. Rồi. Bây giờ danh mục nếu mà mình đã đăng cái sản phẩm nào á có sẵn rồi á thì mình coi là sử dụng gần đây, cái gần đây hồi trước mình đăng á nó có lưu lại cái lịch sử thì mình chọn nha. Cái đây nè, ví dụ mình miếng lót chuột, còn không thì mình vô danh mục, mình vô cái danh mục hàng này, mình tìm đúng cái đế lót chuột thì mình tìm vào cái danh mục cái danh mục nè, máy vi tính, laptop, phụ kiện máy tính, miếng lót chuột chơi game đó. Cái này là sử dụng gần đây, có nghĩa là hồi trước mình có đăng rồi cho nên nó lưu lịch sử lại, mà các bạn mới thì nó chưa lưu, thì các bạn vô cái danh mục ngành hàng bạn tìm đó, rồi lưu. Nếu mà các bạn có cái clip video á thì mình copy cái đường like vô đây, là đường like ở trang YouTube nha các bạn. Mình copy paste vô đây là nó có video. Rồi thương hiệu, nếu mình không có thương hiệu thì mình để là no no brand, mua đồ. Cái mua đồ của con chuột đó là cái tên nhãn hiệu nó là cái gì thì nhập vô. Thì mình cái miếng lót chuột này á thì cái mẫu này là mẫu 2020 thì mình để như vậy thôi. Còn cái đặc điểm nổi bật, mô tả chi tiết nè, đặc điểm nổi bật thì mình đánh những cái đặc điểm nào nổi bật lên cái này khoảng chừng 3 dòng đến 4 dòng là ok. Rồi bây giờ mình vẫn copy nha, copy cái có sẵn nè, mình copy khoảng 3 4 dòng ha. Copy sử dụng bàn phím là Ctrl C rồi chuyển qua. Nếu mình không sử dụng Ctrl C thì mình clip chuột phải vô, hiện chữ bát bát vô. Nó mình Ctrl hoặc là Ctrl V nha. Ctrl V. Đấy, Ctrl V trên bàn phím của mình đó. Là được 3 dòng nha. Rồi mình nhấn vô nút này. Nhấn vô nút này. Đó, nó gom lại chất liệu hợp dung nhôm, sơn bóng. Là các bạn muốn ghi cái gì mà nhìn hấp dẫn nhất thì các bạn ghi vô nha. Rồi. Đặc biệt là cái phần này là cái phần mô tả sản phẩm này, nhiều bạn không biết dùng, rất là rối rối và không biết dùng. Nhờ cái Lazada nó cho mình có hai mục mà test editor này với lock lock kẹt gì đó đó. Nếu mà mình không biết sử dụng cái mục này nè, nhìn rất là rối ha, cái mục này nhìn rất rối, nhưng mình không có quan tâm tới cái mục này, mình không có chỉ mục này, cho nên mục này làm nó tùm lum á, mình không chỉ nha. Mình chỉ cái bước mà đơn giản nhất này, mình chỉ cái bước đơn giản nhất. Rồi bước sử dụng như thế nào thì mình mở một cái trang web nè. Các bạn để ý cái trang web, nó cái tựa đề nó là online.com editor nè. Các bạn để ý cái trang này, các bạn nhập cái trang này vô nha, thì nó sẽ có cái giao diện như thế này đó. Các bạn đánh cái trang web này có giao diện như thế này. Rồi bắt đầu mình chuyển qua cái trang mình copy bài của người ta, copy vô, copy ha, mình quét hết luôn, quét
Rồi mình bỏ cái số điện thoại liên hệ, mình bỏ hết, là mình chỉ lấy những cái hình ảnh với thông tin thôi. Rồi Ctrl C trên bàn phím nha, Ctrl C. Rồi mình chuyển qua, mình bắt vô đây, bắt vô đây, Ctrl V đó, Ctrl V. Bây giờ mình chỉnh, mình bỏ mấy cái thông tin liên hệ của người ta đi ha, mình bỏ hết, bỏ. Rồi thông tin, ví dụ các bạn muốn đánh thêm những cái thông tin gì nữa thì các bạn ghi vô nha, bạn ghi vô những cái thông tin mà hấp dẫn của mình ghi vô đấy. Còn mấy cái này là mình bỏ nha, mấy cái liên hệ gì nè, cái này là bên cái trang khác rồi cho mình bỏ, mình không có lấy đường link, mình chỉ lấy cái hình ảnh và cái thông tin chi tiết thôi đó. Rồi mình chỉnh sửa xong hết rồi, bắt đầu mình copy cái nguyên cái dàn bên đây, mình chỉ cần nhấp vô, nhấp vô Ctrl A, Ctrl A tên bàn phím nè, là nó chọn hết tất cả nè, Ctrl A chọn hết. Rồi mình dùng bàn phím hoặc là mình clip phải chuột, chọn copy, chọn sao chép nè, nó có cái phím tắt của nó là Ctrl C nè, Ctrl C nè, còn dán là Ctrl V nè đó, còn chọn tất cả là Ctrl A nè đó. Còn cái này thì mình dùng bàn phím thì nó nhanh hơn, sao chép nè, Ctrl C đó. Rồi bắt đầu chuyển qua bên đây, các bạn để ý cái nút test editor nè. Rồi mình, các bạn để ý cái khúc nào mình di chuyển cho các bạn thấy nè, nhấp vô đây nha, nhấp vô đây đó. Rồi bỏ hết này, let bỏ đi. Rồi Ctrl V bắt nó vô, Ctrl V. Rồi bắt đầu nó sẽ hiện ra bên đây nè, nó hiện có hết tất cả nè đó, rất là đơn giản không các bạn, rất là đơn giản luôn. Rồi xong xong cái phần mà mô tả đặc điểm nổi bật rồi ha. Rồi mình kéo xuống tiếp, nhóm màu thì cái này là màu bạc, thì mình đánh vô màu bạc. Màu bạc, rồi thêm hình vô, đăng tải. Rồi thêm hình vô nha. Giờ mình sẽ, các bạn vô cái đường dẫn mà lưu hình ảnh của các bạn đó, nó nằm ở đâu thì các bạn đem hình nó vô. Đây, chọn hết, open. Đấy, các bạn muốn cái nào làm hình nền thì các bạn nhìn là chỉ cần nhấp kéo nó thôi, kéo nó làm hình nền. À, mình muốn tấm này làm hình nền thì mình kéo nó tới cái hình đầu tiên làm hình nền. Rồi ok, ok. Rồi giá, nhập giá vô 185. Q có nghĩa là mà mình tạo một cái mã. Ví dụ con lót chuột này là nó có cái mã nè, LC001. Thì các bạn muốn nhập mã gì thì các bạn nhập vô cái mã mà các bạn muốn tạo cho biết là cái queue này nó có cái mã gì, thì mình khỏi cần nhập mã luôn cũng được. Số lượng tồn kho 3. Mình các bạn bán hàng số lượng các bạn nhiều thì các bạn nhập nhiều, còn của mình ít thì mình nhập ít đó. 3 trừ hao nha các bạn, ví dụ mình có 10 sản phẩm thì mình đăng chỉ 5 thôi, chừa lại 5 để mình bán cái kênh khác, chứ mình có 10 sản phẩm mình để 10 thì bên kia bán là bên đây bán nữa thì tồn kho nó trùng là hết hàng. Rồi kéo xuống tới số ký, cái bàn phím này mình cho là nửa ký đi, 0.5 0.5 là nửa ký nha. Còn cái chiều dài, chiều rộng của gói hàng, cái kích thước nè, cái kích thước của bàn phím nè, kích thước bàn phím là 25-20 cm, là nó tính là 250-200 mm, thì ở dưới là nó tính là 25-20 cm. Đây 25-20, thì 25-20 thì mình tính cho nó bự ra chút xíu, mình tính là 27 nè, 32 nè, rồi 5 nè, như vậy thôi, nó tính bằng cm. Xong hết. Cái này là cái chỉ số content, là chỉ số quảng cáo gì nè, nó nhập hết đầy đủ hết, là 100% luôn nè.
các bạn làm đầy đủ hết các bước á, thì cái chỉ số quảng cáo của nó, cái gì là cải thiện điểm ngay bây giờ hoàn thành các chỉ tiêu, có nghĩa là mình đủ tất cả các chỉ tiêu hết rồi là mình hoàn thành 100% là good, tốt, sale. Rồi mình submit nó nha, submit. Rồi vậy là xong rồi đó, vậy là đã xong đăng một cái sản phẩm rất là nhanh gọn lẹ nha các bạn. Rồi xong đông. Nếu là mình muốn muốn đăng tiếp một sản phẩm khác thì mình on another product à. Còn không mình không đăng nữa, mình muốn quay về cái sản phẩm của mình, mình nhấn nút đông đó, hoặc là mình muốn xem mình nhấp vô đây. À không phải, cái này là hình như là của, để mình nhấp cho thử nha. Cái này là hình như là của Lazada, mình đánh giá hay gì á, nhìn chung à mình đánh giá cho Lazada. Mình bỏ cái mục đó đi, mình khỏi bỏ đi, còn nhấn nút đông là trở về cái trang. Rồi vậy là xong, chờ duyệt. À, sản phẩm này duyệt rất nhanh, khoảng chừng 1-2 phút là nó lên rồi. Như cái áo thun này nè, áo thun với quần này nè, mình vừa đăng chứ khoảng chừng 1 phút mấy giây là nó là đã được lên rồi đó. Mình muốn xem cái shop của mình chỉ cần nhấp vô đây thôi, nhấp vô đây là nó ra cái sản phẩm của mình đang bán đó, để cho nó chạy. Đấy, nó ra cái sản phẩm mình đang bán. Mình muốn xem cái gian hàng của mình nhấp vô đây, đến gian hàng đó là cái gian hàng của mình. Đấy, cái gian hàng của mình đó. Rồi à, mình chỉ thêm một cái bước nữa nha các bạn. À, sau khi cái sản phẩm mình đã được duyệt rồi thì mình cập nhật cho nó lên cái trang chính của mình, thì mình sẽ vô thiết kế gian hàng. Thiết kế gian hàng. Rồi thiết kế. Cho nó lên cái trang chủ của mình đó. Rồi mình chọn chế độ là PC, là máy tính đó. Mình đang ngồi máy tính đó, thì mình ngồi mình chọn máy tính nha các bạn. Đấy. Bây giờ khi mà mình trang trí cái gian hàng, các bạn có trang trí rồi á, thì á, như ở đây mình có trang trí cái từng cái danh mục nè, ví dụ túi đeo hông, điện thoại, thì dành cho những cái túi đeo đó. Ở đây phụ kiện điện thoại thì dành cho phụ kiện điện thoại, túi xách nữ, thời trang nam. Đây bây giờ mình có hai cái thời trang nam, mình hồi nãy mình đăng rồi, mình chỉ cần thêm vô nữa, mình nhấp vô đây, mình nhấp vô đây sửa. Đấy là mình thêm một cái áo hồi nãy mình mới đăng, mình thêm cái áo, xác nhận rồi lưu, là nó hiện vô cái trang chính mình có một cái áo nữa đó. Đó à, bây giờ cái danh mục thời trang của mình á, là nó chỉ cái cho cái đấy. Giờ mình nhấp vô nữa nha, mình muốn thêm một cái quần nữa, nhấp vô sửa. Đây cái quần nãy mình đăng nè, mình cho nó lên cái trang chính, cái áo nữa nè lên trang chính. Đấy xác nhận rồi, ok. Đấy đó, bây giờ cái trang chính của mình thời trang nam nè, nó sẽ có quần áo đó trong đây luôn, quần áo trong đây. Còn hồi nãy mình đăng miếng lót chuột á, thì mình sẽ, cái này là tự các bạn trang trí cái gian hàng của mình nha. Cái này là mình chỉ là mình cập nhật cái sản phẩm mình hồi nãy mình mới đăng lên thôi. Còn trang trí gian hàng, nếu mà các bạn chưa biết á, thì các bạn comment ở dưới cái phần YouTube của mình á, thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn trang trí gian hàng cho các bạn xem nha. Rồi miếng lót chuột nhấp vô sửa. Đây miếng lót chuột đây, chọn xác nhận rồi lưu. Đấy bây giờ trang chính của mình là nó có hiện thêm một miếng lót chuột nữa. Sau khi mình chọn hết rồi, mình nhấn cập nhật, đăng ngay. Rồi nó hiện cái này á, là cái like shop của mình nè.
đó cái like shop của mình. Mình muốn xem shop của mình mình nhấp vô đây. Còn mình muốn không xem nữa mình đóng nó lại. Đó, đóng lại. Ok, vậy là xong. Rồi, vậy là xong một cái bước đăng sản phẩm rất là đơn giản nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Nếu mà các bạn muốn thắc mắc mà muốn tìm hiểu thêm một cái thiết kế hay là thiết kế trang web, thiết kế cái panel hay là thiết kế cái gian hàng hay là đăng sản phẩm về quần áo có nhiều danh mục hơn, thì các bạn comment ở dưới hoặc là đăng ký kênh khi nào có những cái clip mới thì nó sẽ báo qua mail cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đăng ký và like miễn phí nha. Rồi, xin chào các bạn nhé.